Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay mình lại tiếp tục những cái dòng máy pin của hãng Desa nha anh em. Mình sẽ cập nhật cho anh em về những cái giá mới, trong đây có mấy mẫu ha. Thì trước tiên mình sẽ cập nhật trước ha, còn về bữa mình sẽ có mỗi cái video mình sẽ có giới thiệu chi tiết từng cái luôn. Thì cái máy cưa kiếm dùng pin của hãng Desa 12V, một máy hai pin, một sạc pin 23, có mã là ADZF15 tiếp EK này mà. Cái dòng này thì động cơ có than nha, đó có than, đựng trong cái hộp nhựa rất là đẹp nha. Giá bây giờ mới là 1.650.000 nha anh em, 1.650.000 đó. Khả năng cắt sắt được 8 mm, cắt gỗ được 65 ha. Rồi tốc độ quay từ 0 đến 3.000, trọng lượng nặng ký 2, 12V, một máy hai pin một sạc nhé. Đó, giá là 1.650.000, cưa kiếm anh em á, dòng cưa kiếm dùng pin. Rồi kế tiếp máy, cái thân máy, đây là cái thân máy cắt rung dùng pin 12V của hãng DCA. Cái dòng này cũng động cơ có than luôn, có 6 tốc độ chỉnh nha, tốc độ từ 5.000 đến 20.000, ok ha. Tốc độ quay anh em chỉnh nó nút nằm đây nè ha. Cái này là chỉ thân máy thôi, anh em có pin 12V anh em nhét vô anh em xài, giá là 755.000 nhá. Cái này từ từ vừa bữa mình giới thiệu cụ thể cho nha anh em, nay hơi giới thiệu tổng quát ha. Cái thân máy ADZ16 nha. Cái thân máy này là máy khoan đầu kẹp 16 mm nha, rất là to. Tốc độ quay chỉ có một tốc thôi, 12 à, 1.200 vòng phút. Cái đầu này là đầu đầu măng răng như này nè, chứ không phải tự động nha. Cái dòng này là dòng lớn ha, để chúng ta khoan những đầu lớn anh em. 16 mm chỉ có cái thân máy thôi nha, khả năng khoan gỗ tới 38, khoan sắt tới 16 mm luôn. Giá 1.335.000 nha anh em nha. Động cơ không than Ruplex đây nè, động cơ không than ha. Rồi đó là về máy khoan. Cái này là đầu kẹp này nha, nó khủng lắm anh em, nó chỉ khoan một tóc thôi, nó chuyên khoan á, nhắc lại ha. Cái tiếp đây là dòng máy mài, cái thân máy mài không than, có mã là ADSM02-100, dòng động cơ không than nha. Đó, đây là chỉ có cái thân máy không thôi. Cái này thì cái tốc độ quay của cái con này là 8.500 ha, đĩa sử dụng đĩa 100 đó. Rồi trọng lượng nặng ký rưỡi, cốt M10, giá là 1.110.000, động cơ không than. Mấy con này mình bán rất là nhiều luôn anh em ha, bán nhiều luôn á. Rồi kế tiếp đây là cái máy khoan động lực, động cơ không than. Cái dòng này thì nó sẽ dùng pin 4A, một máy hai pin một sạc pin 4A nha anh em, có mã là ADZC02-24 tiếp EK. Cái dòng này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 3.700.000, một máy hai pin một sạc ha. Cục sạc nó sạc trong pin tầm khoảng cỡ 1,5 giờ đó. Cái nó như thế này anh em ha, ba chức năng khoan, khoan búa và búa ha, đục. Thì về cái thông số của nó thì đây, hôm qua mình làm một cũng rất là nhiều ha. Ở bên hồi sáng mình góp một cái video cũng rất là nhiều về những chi tiết của đề xa, cái này là bổ sung thêm thì nó không có đủ. Về thông số anh em, khoan tường 24 nha, khoan sắt được 12, khoan gỗ 28, tốc độ quay từ 0 đến 1.100 vòng phút, lực búa là 0 đến 4.900. Rồi trọng lượng nặng 3 kg mốt, một máy hai pin một sạc pin 4A nha, động cơ không than. Rồi ok ha, nằm trong cái hộp như thế này, này rất là đẹp. 3.700.000 cho cái máy như thế này. Mấy dòng mà máy khoan pin của DSA mấy nay mình bán cũng khá là ok ha. Bởi vì được cái DSA nó bền anh em. Nếu mà so về thương hiệu á, thì giữa DCA rồi Total hoặc là Inco hoặc là những cái dòng Tosen hoặc là những dòng khác thì mình thấy khách chuộng cái DSA hơn nha, khách chuộng DSA hơn, cầm cầm DSA khách thích hơn nha. Thì đó, do vậy thì bên mình sẽ thời gian tới thì có thể là giới thiệu rất là nhiều những sản phẩm của DCA. Giới thiệu rất là nhiều sản phẩm của DSA, mặc dù cái giá của DSA nó đã tăng lên một chút, không phải riêng về DSA luôn anh em, tất cả luôn, hầu như là tất cả luôn á, từ máy hàng cho tới những cái dòng máy khác đều tăng giá hết, chứ không phải riêng về DSA không. Inco Total cũng nằm trong diện tăng giá và Tonsen cũng nằm trong diện tăng giá hết luôn rồi, nhưng tại mình chưa có giới thiệu thôi ha, cập nhật những cái giá mà nó đang giá mới đó từ từ. Chứ hẳn DSA này thì nó tăng từ 2021 rồi, nhưng mà bây giờ mình mới cập nhật á. Bởi vì những cái hàng cũ mình bán cho nó hết ha, những cái hàng mới thì đem về cập nhật theo giá mới. Còn máy điện nữa, máy điện bữa nay mình cũng chưa giới thiệu ha. Máy điện có những cái dòng máy mài chỉnh tóc thì anh tăng giá rồi, và những con máy khoan cũng tăng giá hết rồi, máy phay máy gì tăng giá hết luôn rồi.
Từ từ mình sẽ làm tiếp cái dòng máy điện nha. Giờ là máy pin thì cho nó hết, nó đi luôn hôm qua. Hồi sáng thì nó nhiều quá không có để hết cái bàn. Giờ làm thêm một cái phần 2 ha. Phần 2 thì thêm những cái này. Đó thì anh em coi tổng tổng hợp hai hai bên thì anh em coi hai video ha, coi mình có thích hoặc cần nhu cầu sản phẩm nào thì cái hàng mua. Những sản phẩm mình giới thiệu tại đây là có hàng sẵn, mình có hàng hết luôn nha. Trừ khi nhiều lúc nhập hàng về không kịp thôi, chứ có hàng sẵn hết nha, có hàng sẵn hết. Rồi cảm ơn anh em nhé. Tất cả giá mình báo đều là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm phí ship. Anh em ở tỉnh thì cộng thêm tiền ship nha. Các cửa hàng mua thì mua giá này. Đó. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.